Lịch thi đấu quần vợt trận chung kết Mỹ mở rộng 2023, Novak Djokovic tái đấu Daniil Medvedev. Thưa quý vị, chủ nhân của danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic và Daniil Medvedev. Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 9, theo giờ Việt Nam. Trước đó, niềm hy vọng của nước chủ nhà Ben Shelton đã không thể gây bất ngờ trước huyền thoại Novak Djokovic ở trận bán kết một nội dung đơn nam. Đối thủ của Djokovic là tay vợt 27 tuổi Daniil Medvedev, người đã đánh bại hạt giống số 1 Carlos Alcaraz ở trận bán kết thứ hai. Trận chung kết Mỹ mở rộng 2023 là lần thứ 15 Novak Djokovic chạm trán với Daniil Medvedev. Trong 14 lần gặp nhau trước đó, tay vợt người Serbia giành 9 chiến thắng. Tuy nhiên, trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2021, Djokovic dù được đánh giá cao hơn vẫn phải cách vật trước Medvedev chỉ sau 3 set đấu. Đáng chú ý, theo tiết lộ, tổng số tiền thưởng tại giải năm nay lên đến 65 triệu đô la Mỹ sẽ được chia cho các giải đấu đơn và đôi, tăng 8% so với năm ngoái. Đặc biệt, phần thưởng cho người đoạt chức vô địch sẽ lên tới 3 triệu đô la Mỹ, còn Á quân cũng nhận được 1,5 triệu đô la Mỹ